Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ nhanh chóng chúng ta đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau đầu tiên hết là mặc dù đối diện với cơn khủng hoảng về năng lượng đức vẫn tiếp tục đã, uh, hủy bỏ một cái uh, những nhà máy nguyên tử của họ Chính quyền của Đức đã bác bỏ lời kêu gọi ngày thứ tư là giữ lại một cái nhà máy nguyên tử, ít nhất là trong ba cái nhà máy nguyên tử mà họ sẽ hoạt động ở trong thời gian vừa qua. Các đảng chính trị đối lập và kể cả một số thành viên của cái đảng gọi là Free Democrat, một đảng được xem là cấp tiến ở tại cái chính quyền của liên minh của ông Olaf Scholz đã đòi hỏi là cần phải duy trì các cái lò phản ứng nguyên tử này để cung cấp nguồn năng lượng cho phía của Đức. Tuy nhiên, thì chính quyền của ông Olaf Shaw vẫn tuyên bố là họ sẽ cho đóng cửa hoàn toàn tới ngày 15 tây tháng 4 tức là ngày thứ bảy tuần này và nó không còn có gì tranh cãi ông Olaf Shaw đã cho biết như trên Việc mà đóng cửa tất cả những nhà máy nguyên tử tại Đức đã dẫn tới một cái cuộc tranh cãi gây gắt sau khi mà các đảng đối lập cho rằng tình trạng thiếu hụt năng lượng có thể sẽ dẫn tới một cơn khủng hoảng khác. Các nhà lập pháp đã đồng ý là gia tăng cái điều kiện của các nhà máy nguyên tử này. Tuy nhiên thì nó đã hoạt động trên 30 năm và sẽ kết thúc hoạt động của họ vào giữa tháng 4 năm nay. Sự chỉ trích bởi các cái nhóm gọi là gọi là nhóm chính trị đối lập cho rằng là việc mà tìm cách giảm đi cái năng lượng và giảm đi cái tính tính chất gọi là uh, ô nhiễm thì cần phải duy trì một số những nhà máy hoạt động để từ từ loại trừ tất cả những cái loại nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên thì uh, phía lãnh đạo của đảng Free Democrat nói rằng uh, việc này đã đẩy Đức có thể đi vào cân khủng hoảng mới về vấn đề uh, năng lượng sau khi mà họ quyết định là đóng cửa cái nhà máy nguyên tử này. Đây được xem là một trong những cái uh, cuộc tranh cãi lớn tại đức nơi được xem là thúc đẩy rất nhiều cái chương trình năng lượng xanh tuy nhiên thì à, quốc gia này vẫn lại thuộc rất nhiều vào nguồn năng lượng truyền thống đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay ukraine vẫn tiếp tục duy trì và nói rằng họ muốn nga phải rút quân ra khỏi toàn bộ lãnh thổ của ukraine bao gồm luôn cả crimea ngoại trưởng của ukraine trong ngày thứ năm nói rằng quốc gia của ông ta sẽ không thảo luận và với nhà nga cho tới khi nào đòi hỏi nga là phải rút toàn bộ lực lượng của họ ra khỏi nước Ukraine, kể cả ở Crimea, một phần mà phía Moscow đã cho xác nhập một cách bất hợp pháp và kể cả một số những cái khu vực khác mà Nga đã xác nhận trong trong năm qua năm ngoái. Lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ukraine vẫn đang là một sự tranh cãi lớn và ngoại trưởng của Ukraine là Dmitry Kuleba nói rằng là quốc gia của ông ta cần phải có một cái thỏa thuận với Điện Kremlin và rút và liên Kremlin phải rút quân toàn bộ ra khỏi cái uh, lãnh thổ của Ukraine sau cuộc chiến kéo dài hơn 13 tháng qua và chúng tôi uh, vẫn tiếp tục đoàn kết với là cái uh, hiến chương của Liên Quốc và chia sẻ tất cả những cái uh, quan điểm của chúng tôi về Crimea và nó phải được quay trở lại và đưa giao dưới quyền của Ukraine kiểm soát ông Kuleba đã phát biểu như trên trong một đoạn video uh, mà ông đã phát biểu ở tại uh, uh, Bucharest tức là thủ đô thủ đô của Romania và bất kể quý vị nghĩ như thế nào thì ukraine vẫn bảo vệ cái chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi kể cả khu vực của crimea nơi hiện nay đã được xác nhập vào lãnh thổ của nga điện kremlin nói rằng kiev mong muốn là phía nga phải tôn trọng chủ quyền và phải thừa nhận việc mà xác nhập của họ ở bốn khu vực gồm có donetsk kherson Luhansk và Zaporizhia là hành động xác nhập bất, bất hợp pháp và ukraine bác bỏ tất cả những đòi hỏi từ phía nga và nói rằng họ sẽ không đối thoại với nga cho tới khi nào lực lượng của nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng đây được xem là lời tuyên bố mới nhất của ngoại trưởng của của ukraine đã đưa ra sau khi mà ông có mặt tại romania để tham gia vào các cuộc đối thoại tại đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, chính bản thân của Putin đã chấp thuận việc bắt giữ một ký giả của Hoa Kỳ và và cáo buộc tội gián điệp. Bản tin mới nhất từ ở hãng thông tấn Bloomberg cho biết thì chính đích thân ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đã, đã đồng ý và đã ra lệnh bắt giữ một ký giả Hoa Kỳ về tội gián điệp lần đầu tiên kể từ chiến tranh lạnh và đây được xem là nguồn tin thân cận của Điện Kremlin cho biết như trên. Việc uh, ký giả này đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc là đã có hoạt động gián điệp và anh ta làm việc cho tờ Wall Street Journal có tên là Ivan ngày uh, trong ngày 29 tháng 3 đã bị bắt giữ giữa lúc mà uh, phía của Hoa Kỳ và phía Nga đang có những uh, khủng hoảng về ngoại giao. Đây được xem là một trong những cái uh, tầm ảnh hưởng của phía à, tây phương đã áp dụng lên lãnh thổ của nga và chúng tôi vẫn giành quyền để mà bảo vệ cái à, quan điểm của chúng tôi đó là lời phát biểu của một phát ngôn viên của ông à, putin đã đưa ra và điều này cho thấy rằng khối tây phương đang có những cái áp lực và gia tăng hoạt động tại đây à, trong lúc mà có cuộc chiến này thì à, điện kremlin đã thay đổi rất nhiều những cái luật lệ liên quan tới vấn đề báo chí và truyền thông trong đó gần như là họ sử dụng cái chiêu bài chống tin giả và tin nhiễu để bắt bớ một số những cái giả và trong đó Nga trước đây đã từng có cuộc tổng động viên lên tới 300.000 binh sĩ để mà thúc đẩy trong cuộc chiến tại Ukraine. Và việc này dẫn tới việc mà phía một số những ký giả đã rời khỏi nước Nga và một số ký giả khác đã làm việc cho những cơ quan thông tấn ngoại quốc đã tìm cách ngưng lại công việc của họ. Và Nga hiện nay gần như là đã có một cái thái độ được xem là nhắm vào tất cả những ký giả ngoại quốc nào mà đưa tin được xem là bất lợi đối với Nga đều bị kết án và đều bị bắt giữ với cái tội là hoạt động gián điệp cho nước ngoài đây được xem là một trong những cái tin mới nhất từ nguồn tin ở điện Kremlin đưa ra cho thấy là chính ông Putin đã ra lệnh bắt giữ ký giả của tờ Wall Street Journal. Và hiện nay thì phía Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực à, buộc phía Nga phải trả tự do cho ký giả này và nói rằng việc bắt giữ này là vô căn cứ và không có một cái uh, chứng minh nào cho thấy rằng anh uh, ký giả này là cái người hoạt động gián điệp cho nhà cho phía khối Tây Phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và khối Tây Phương ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã lên tiếng kêu, kêu gọi khối Tây phương là tịch thu tất cả những tài sản của nước Nga để giúp tái xây dựng lại Ukraine. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky trong ngày 12 tây tháng 4 đã tái nhắc lại lời kêu gọi của ông với các đối tác của Ukraine trên quốc tế là phải tịch thu tất cả những tài sản của nhà nước Nga và các đồng minh của Vladimir Putin để mà tái xây dựng lại Ukraine. Trong câu chuyện lâu dài về Nga là cần phải được chấm dứt ngay tại đây. Và ông Zelensky cho biết như trên và ông kêu gọi Ngân hàng Thế giới là phải tịch thu và phải đông kết tất cả những tài sản của nhà nước Nga. Ukraine đã bị lâm vào cuộc chiến này cho tới khi nào mà Nga phải rút bỏ khỏi Ukraine hoặc là họ bị đánh bại. Thì lúc đó mới bắt đầu nói đến chuyện gọi là đối thoại hiện nay đất nước đầy ma quỷ này đang tìm cách gọi là phá hủy hàng loạt những cái cơ sở hạ tầng của Ukraine và chúng tôi cần rất nhiều nguồn tài chính để mà tái xây dựng Ukraine một khi mà chúng tôi đẩy lùi nước Nga. Ông Zelensky đã chỉ ra cho thấy là ngân hàng WoBank đang giữ khoảng 411 tỷ Mỹ Kim à, trong cái vấn đề mà gọi là Ukraine đã bị mất trong cái cuộc chiến của Nga xâm lăng và sự mất mát này theo ông thì phải bắt buộc Nga phải bồi thường và các cá nhân có liên hệ với chính quyền của Nga và kể cả ông Vladimir Putin cần phải bị tịch thu tài sản để đóng góp vào cái việc tái xây dựng của Ukraine và một quyết định của Ngân hàng Thụy Sĩ trước đây đã đưa ra trong đó nói rằng là họ sẽ cho đóng băng tất cả những tài sản của những tài phiệt được xem là có cái chương mục của họ tại Ngân hàng Thụy Sĩ để mà giúp tái xây dựng lại Ukraine. Bên cạnh đó thì bà Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ là Janet Yellen một tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ cho ukraine cũng nói rằng vẫn uh, cố gắng để mà làm việc tuy nhiên vẫn chưa có một cái đường hướng pháp lý nào để tịch thu các tài sản của nhà nước nga trong đó thì ông zelensky nói với world bank là việc tịch thu này là để uh, bồi thường lại cho phía của ukraine để ukraine có thể tái xây dựng lại tuy nhiên thì phía hoa kỳ nói rằng là hiện nay vẫn chưa có một cái đường hướng pháp lý nào để mà có thể uh, tịch thu các tài sản của nhà nước nga để mà đóng góp cho cái việc tái xây dựng ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, việc tiết lộ một số tập tài liệu bảo mật của Ngũ Giác Đài lại liên quan tới một thiếu niên khoảng hai mươi mấy tuổi và yêu thích súng đạn. Đó là bản báo cáo mới nhất được đưa ra người được xem là tiết lộ một số những tập tài liệu đầy nhạy cảm của ngũ giác đài à, trong vấn đề gọi là đề sau của cuộc điều tra về an ninh quốc gia cho biết người này ở tuổi khoảng 20 là một người yêu thích súng đạn đã làm việc từng làm việc trong một cái căn cứ quân sự đó là bản báo cáo mới nhất của tờ Washington Post đã đưa ra vào ngày thứ tư chỉ ra một à, họ phỏng vấn một số thành viên trong một cái group online ở trên à, à, internet người này đã chia tất cả những chia sẻ tất cả những cái tin tức bảo mật cho một cái nhóm ở à, trong một cái platform có tên gọi là discord và trong đó có khoảng hai chục đàn ông và phụ nữ à, cùng à, là có chung một sở thích là yêu thích súng đạn và những cái à, dụng cụ quân sự và họ có cái à, tinh thần gọi là tôn thờ thượng đế và tờ Washington Post cho biết là họ không đăng tin của người này tuy nhiên họ đã ít nhất phỏng vấn được hai thành viên của cái nhóm này hãng thông tấn Reuters vẫn chưa xác nhận được à, chi tiết về bản báo cáo của tờ Washington Post và Discord được xem là một trong những cái trang mạng mà đã có cái uh, việc đăng lên một số những cái tin tức nhạy cảm bị tiết lộ bởi bộ quốc phòng. trong khi đó thì uh, kể cả bộ quốc phòng lẫn bộ tư pháp vẫn chưa lên tiếng về bản báo cáo mới nhất của tờ Washington Post và hãng thông tấn Reuters. trong khi đó thì bộ tư pháp đã mở ra một cuộc điều tra tội hình sự sau khi mà có cái lời yêu cầu của phía ngũ giác đài. trong đó nói rằng việc này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho cái uh, uh, tin tức của hoa kỳ trong nhiều năm qua và trong đó người này uh, được biết uh, là đã có một cái người đã từng gọi uh, uh, gọi là quản lý một cái nhóm gọi là Original Gangster và nhóm này được xem là nhóm ở trong một cái trường học truyền thống và người này được mô tả là một người rất yêu thích súng đạn và ở cái tuổi 20 và ông ta đã chia sẻ tất cả những cái tin tức này cho tất cả một cái nhóm người ở trong cái trang online gọi là Discord. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất sau cuộc điều tra sơ khởi của phía Bộ Tư pháp và Ngũ Giác Đài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay đầu tiên hết là bản tin mà bà ngoại trưởng của đức là bà Annalena Babot đã lên tiếng cho rằng là việc mà mối quan hệ của âu châu với trung quốc như thế nào nó còn lệ thuộc vào cái tầm ảnh hưởng của trung quốc đối với nga trong cuộc chiến tại ukraine Trung Quốc cần phải đóng một vai trò trách nhiệm hơn ở trong cái nền hòa bình của thế giới và tầm ảnh hưởng của họ với Nga như thế nào, nó sẽ phản ảnh cái mối quan hệ của Trung Quốc và Âu Châu. Đó là lời khẳng định của bà ngoại trưởng Đức là bà Annalena Barbot đã đưa ra sau khi có 3 chuyến viếng thăm 3 ngày tới Trung Quốc và trong đó thảo luận về cuộc chiến của Ukraine. Trong một bản statement được công bố vào ngày thứ Tư, thì à, phía của Trung Quốc đã mô tả lời phát biểu của bà là Đức là một đối thủ cạnh tranh và bà lên tiếng và nói rằng phía Trung Quốc lại là một cái đối thủ có hệ thống và được xem là một tay chơi trên toàn cầu và gia tăng cái tầm ảnh hưởng của họ trên toàn cầu bà Ba đã viếng thăm Trung Quốc từ ngày thứ năm cho tới ngày thứ bảy và gặp gỡ với lại đối tác của bà là ngoại trưởng của Trung Quốc Tần Cương tức là Kingan và trong đó phía Trung Quốc mô tả là cuộc đối thoại đầy mang tính chất gọi là đầy tích cực và trong đó thảo luận về vấn đề ngoại giao và an ninh trong cái nghị trình hàng đầu của chúng tôi đó là cái việc mà làm sao phía của Âu Châu cần phải chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine và đây là cái điều mà chúng tôi mong mong muốn và vai trò của Trung Quốc là gây ảnh hưởng tới nước Nga khá nhiều và mối quan hệ của Âu Châu và của Trung Quốc nó còn lệ thuộc vào việc Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Bà Babot đã đưa ra và nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng đóng một cái vai trò lớn hơn ở trong cái uh, chính trường thế giới và trong đó bà mô tả việc mà ngoại giao thành công của Trung Quốc với Iran và Saudi Arabia thì có thể dẫn tới việc mà Trung Quốc có thể uh, là một cái tầm ảnh hưởng lớn để mà nối kết giữa phía của Ukraine và phía Nga chấm dứt cuộc chiến này. Trước đó thì ông uh, Tổng thống Pháp là ông Macron đã lên tiếng và kêu gọi các quốc gia của Âu Châu không nên làm chư hầu của Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng tại eo biển Đài Loan giữa Trung Quốc và Đài Loan không phải là cơn khủng hoảng của Âu Châu. Đây được xem là một trong những cái chuyến viếng thăm liên tục của các viên chức và các lãnh đạo của Âu Châu tới Trung Quốc. Dường như là họ đang thay đổi cái cách tiếp cận khác đối với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay thì bản báo cáo mới nhất của tờ Politico cho thấy rằng là phía Trung Quốc đã bắt đầu có cái việc hoạt động và gia tăng cái việc cung cấp nguồn nhiên liệu để chế tạo hỏa tiễn chung với Iran và với phía của Nga. Bản tin mới nhất từ tờ Politico cho biết Nga và Trung Quốc đã bắt đầu có những đô cuộc đối thoại bí mật với Iran để cung cấp cho quốc gia này cái nguồn nhiên liệu để mà chế tạo các cái hỏa tiễn trong đó bao gồm luôn một số hóa chất theo tường trình cho biết thì hóa chất này gọi là ammonium đã được chế tạo để mà làm nhiên liệu cho tất cả các loại hỏa tiễn và theo tường trình của một giới chức ngoại giao giấu tên chỉ ra cho tập politico biết là số lượng về các cái nhiên liệu của iran là đủ để có thể chế tạo nguyên tử tuy nhiên nó cần thêm nó cũng đã đủ để chế tạo hàng ngàn cái đạn rocket và những cái đạn rocket này có thể sử dụng tấn công vào Ukraine nếu như thỏa thuận này được thông qua theo tường trình của nhà ngoại giao trên cho biết iran đã cung cấp cho Nga các cái loại tròn gọi là Kamikaze và đây là những cái tròn mà Nga đã sử dụng trong cuộc chiến cùng với là một số những hỏa tiễn và kể cả một số những loại bom và các vũ khí khác để mà Nga thực hiện cuộc tấn công tại Ukraine. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Iran là ông Hossein Amir Adolahiran đã lên tiếng và bác bỏ nói rằng việc cung cấp tròn cho Nga là đã diễn ra trước khi mà Nga mở cuộc chiến tại Ukraine đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất về hợp tác giữa Nga, Trung Quốc và Iran và theo đó thì Nga, Trung Quốc sẽ cung cấp thêm một số những hóa chất để cho Iran có thể chế tạo nhiên liệu, à, chế tạo tất cả các loại hỏa tiễn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế và của Á Châu ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Trung Quốc ngày hôm nay Tổng thống cực tả của Brazil là ông Lula đã có mặt tại Thượng Hải để gia tăng tất cả các mối quan hệ với Trung Quốc. Bản tin từ Bắc Kinh cho biết tổng thống của Brazil là ông Luiz Inácio Lula da Silva đã có mặt ở trung tâm tài chính của nước Trung Quốc là Thượng Hải ngày thứ năm. Trong đó ông ta tìm cách thúc đẩy các mối quan hệ và sự ủng hộ chính trị làm trung gian để giải quyết cơn khủng hoảng tại Ukraine. Ông Lula đã có mặt ở tại uh, Trung Quốc vào ngày thứ tư và trong đó ông ta sẽ gặp gỡ với lại tập cận bình uh, và ở Bắc Kinh vào ngày thứ sáu và sau đó thì ông ta sẽ tiếp tục cái hành trình viếng uh, thăm Trung Quốc tiếp theo ngày thứ bảy. Chính quyền của Brazil cho biết đôi bên dự tính sẽ ký khoảng 20 cái thỏa thuận song phương trong cái uh, chuyến viếng thăm của ông Lula và trong đó sẽ cải thiện mối quan hệ của quốc gia ở Trung Mỹ được xem là đối tác lớn nhất của Trung Quốc ở tại khu vực này và đây được xem là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Lula tới Trung Quốc tại Thượng Hải thì ông Lula đồng thời cũng sẽ có mặt trong một cái cuộc gặp gỡ với lại các văn phòng lãnh sự của Brazil ở tại Trung Quốc và đồng thời ông ta cũng sẽ có cuộc nói chuyện với lại Dilma Rousseff được xem là lãnh đạo của một cái ngân hàng phát triển của Trung Quốc có tên là New Development ở đây là một ngân hàng do Trung Quốc làm chủ và nhà nước Trung Quốc làm chủ và ngân hàng này được xem là có cái khuynh hướng thúc đẩy cái một vành đai một con đường việc thành lập cái mối quan hệ thân thiết 77 7 năm qua thì ngân hàng này đã bắt đầu có những cái dự án và chi ra khoảng 99 cái dự án dự án liên quan tới món nợ lên tới 34 tỷ mỹ kim để xây dựng các hạ tầng cơ sở nằm trong một vành đai một con đường và Lula dường như là đang muốn uh, gia nhập vào một vành đai một con đường và ông ta đã nói chuyện với các ngân hàng của Trung Quốc để thúc đẩy việc vay thêm tiền và mượn thêm tiền của Trung Quốc trong việc mà xây dựng các hạ tầng cơ sở. Và trong cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình, Lula dự tính là sẽ thảo luận về vấn đề mậu dịch, đầu tư và vấn đề uh, liên quan tới uh, vận chuyển về năng lượng cũng như là khí hậu toàn cầu và thỏa thuận về hòa bình thế giới theo tường trình của chính quyền Brazil cho biết. Và Trung Quốc được xem là một đối tác uh, À, xuất cảng lớn nhất của à, Brazil và trong đầu năm nay thì họ đã mua hàng tỷ mỹ kim à, các cái loại à, đậu nành cũng như là một số những cái à, nguyên liệu từ phía của Brazil kể cả đường và các cái loại à, bông vải sợi và kể cả dầu thô và Brazil được xem là một quốc gia được à, nhận được cái mối đầu tư lớn nhất của Trung Quốc ở khu vực châu Mỹ Latin theo tường trình của giới truyền thông Trung Quốc cho biết và ông Lula tiếp tục sẽ à, thúc đẩy cái mối quan hệ kinh tế giữa phía của Brazil và phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á châu ngày hôm nay, Bắc Hàn lại bắn thử thêm một số những hỏa tiễn và trong đó bắn gần tới bờ biển Nhật Bản khiến cho phía Nhật Bản phải đưa ra lệnh báo động cho cư dân của họ. Bắc Hàn đã bắn một hỏa tiễn vào ngày thứ Năm và phía Nam Hàn, phía Nhật Bản cho rằng việc bắn hỏa tiễn này gần khu vực biển của Nhật Bản khiến cho Nhật Bản đã phải đưa ra lời báo động cho các cư dân của họ. Chính quyền Nhật Bản đã cảnh báo tất cả các cư dân của họ ở phía Bắc thuộc cái vùng biển gọi là Hokkaido là phải tìm cách có những cái hầm trú ẩn bom mà họ đã xây dựng khi mà cái hỏa tiễn này bay gần tới bờ biển của Nhật Bản. Đây là cái hỏa tiễn đạn đạo bắn từ bờ biển phía của đông của Na Bắc Hàn theo tường trình của giới và truyền thông và kể cả tổng tham mưu của Nam Hàn cho biết như trên. Và việc bắn thử này kéo dài liên tục 2 ngày sau khi mà giới truyền thông của Bắc Hàn là KCNA cho biết là nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi quốc gia này là gia tăng thêm cái uh, nguồn sở hữu về đầu đạn nguyên tử để có những cái hành động tấn công cần thiết. Và trong đó gần như là đối phó với cái mà họ mô tả là sự nguy uh, uy hiếp của Hoa Kỳ. Bắc Hàn đã lên tiếng chỉ trích hàng loạt các cuộc tập trận gần đây giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản gia tăng sự căng thẳng. Và trong thời gian vừa qua, họ cũng đã gia tăng rất nhiều những cuộc bắn thử các hỏa tiễn của họ. Và lần này, thì sáng ngày hôm nay, cái hỏa tiễn của họ đã rơi gần bờ biển của Nhật Bản, đặc biệt là khu vực à, vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở Hokkaido, khiến cho chính quyền Nhật Bản đã phải đưa lệnh báo động cho dân chúng là phải chui xuống hầm, trú ẩn bom nếu cần thiết. Đây được xem là một trong những cái... À, biến động mới diễn ra tại khu vực đông bắc á đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của trần nhật phong ngày hôm nay bất kể lời tuyên bố của ông macron tổng thống pháp là câu chuyện của đài loan và trung quốc không can dự gì tới âu châu cả và kêu gọi các quốc gia âu châu tránh làm chư hầu của Hoa Kỳ, thì tàu chiến của Pháp lại băng ngang qua eo biển Đài Loan trong lúc mà Trung Quốc đang tập trận. Bản tin mới nhất từ Đài Bắc cho biết, một chiếc khinh hạm của Pháp đã băng ngang qua eo, eo biển Đài Loan giữa lúc mà Trung Quốc đang có các cuộc tập trận xung quanh eo biển Đài Loan. Chiếc uh, tờ báo của Pháp có tên là Challenge trong ngày thứ ba báo cáo rằng chiếc này là chiếc Ray Rio một chiếc à, khinh hạm theo cái gọi là Folerio class đã à, nằm trong cái lực lượng hải quân của Pháp đã băng ngang qua eo biển Đài Loan vào cuối tuần qua và diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc đang có cuộc tập trận 3 ngày từ hôm thứ sáu kéo dài cho tới ngày thứ hai à, trong đó thì à, Bắc Kinh đã cho cuộc à, đưa ra cuộc tập trận gọi là à, John Shaw là là tức cuộc cuộc tập trận gọi là à, tạm dịch là là cây kiếm thép và trong đó khi được hỏi là trong cái cuộc họp báo thì à, thứ trưởng đặc trách về cả tình báo của đài loan là ông Yen sung yong đã lên tiếng và nói rằng à, việc mà chiếc tàu chiến này băng ngang qua eo biển đài loan từ hướng nam tới hướng bắc trong những ngày gần đây và ông này vẫn không cho biết thêm chi tiết là chiếc khinh hạm này à, đi như thế nào tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng đây là cái việc gọi là bình thường của các quốc gia mà khẳng định cái quyền tự do hàng hải và trước đó thì ông macron trong chuyến viếng thăm trung quốc đã lên tiếng và kêu gọi các quốc gia âu châu là tránh lệ thuộc vào hoa kỳ kể cả đồng mỹ kim lẫn làm chư hầu cho Hoa Kỳ và gây ra một cái cuộc gọi là đụng độ giữa phía của ông Macron và một số chính trị gia tại Hoa Kỳ. Trong đó ông ta cho rằng là Âu Châu không nên can dự vào cái cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan theo lời kêu gọi của Hoa Kỳ đặc biệt là ông ta cho rằng là việc này âu châu cần phải có một cái thái độ khác và tránh lệ thuộc vào hoa kỳ à, việc phát biểu của ông ta được đưa ra giữa lúc mà phía hoa kỳ đang chuyển trục về á châu và kêu gọi các đồng minh trên thế giới là tập trung đối phó kềm chế sự bành trướng của cộng sản trung quốc tại khu vực á châu thái bình dương chiếc kinh hạm của Pháp đã băng ngang qua cái eo biển Đài Loan trong ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật. Tuy nhiên thì họ không xác định à, cho biết là ngày nào. Tuy nhiên, việc mà băng ngang này diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc đang có các cuộc tập trận lớn kéo dài 3 ngày, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ả Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ khẳng định về cái việc hợp tác chặt chẽ an ninh với lại phía của Đài Loan. Thượng nghị sĩ John Huving trong ngày thứ năm đã lên tiếng và tái nhắc lại về cái sự lo ngại của ông với sự bức hại của cộng sản Trung Quốc trên eo biển Đài Loan. Chúng tôi mong muốn có hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Ông Vinh đã lên tiếng phát biểu trong cuộc gặp gỡ với bà Thái Anh Văn. Đài Loan và Hoa Kỳ cần phải làm việc chung và bắt đầu uh, thực hiện cái. Uh, Chính sách hỗ trợ sau khi mà Đài Loan đã mua khoảng 19.5 tỷ Mỹ Kim về các cái dụng cụ quân sự của Hoa Kỳ trong đó họ đã bắt đầu à, thực hiện cái việc gọi là cải tổ và tăng cường cái hệ thống quốc phòng của họ. Vì thương nghị sĩ này cho biết phái đoàn của ông đã có mặt để lắng nghe bà Thái Văn và chính quyền của bà những cần thiết mà Hoa Kỳ có thể làm để giúp cho Đài Loan tăng cường khả năng phòng vệ cũng như là bảo đảm về vấn đề an ninh trên eo biển Đài Loan. Ông lên tiếng và nói rằng hai quốc gia cần phải làm việc chung với nhau và các cái chính sách về kinh tế gần như là có thể sẽ thúc đẩy Đài Loan gần gũi hơn với Hoa Kỳ. Và ông Hoover nói rằng Hoa Kỳ cần phải tăng cường hợp tác với các quốc gia dọc theo khu vực Á Châu Thái Bình Dương, trong đó bao gồm làm việc với Nhật Bản, Úc, Philippines và một số quốc gia có chung một cái hệ tư tưởng và đặc biệt trên lĩnh vực về nông nghiệp cũng như các lĩnh vực về kinh tế cũng như các thách thức trên toàn cầu để quản trị về hòa bình và ổn định ở khu vực. Đài Loan được xem là một trong những cái người bạn tốt của ông thượng nghị sĩ thuộc tiểu bang North Dakota. Trong đó thì ông Hồ Văn nói rằng họ vẫn tiếp tục làm việc chung để mà kiềm chế tất cả những cái biến cảnh biến động cũng như là thúc đẩy sự hòa bình và thịnh vượng. Đây được xem là chuyến viếng thăm mới nhất của phái đoàn thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đến đảo quốc Đài Loan. Ngay sau khi mà có chuyến viếng thăm của chủ tịch ủy ban đặc trách về đối ngoại của Hạ viện là ông Michael Marcos đã dẫn đầu một phái đoàn ở Hà Viện tới phiến thăm đảo quốc Đài Loan trong lúc mà bà Thái Anh Văn ghé ngang Hoa Kỳ và gặp gỡ với Chủ tịch Hạ Viện của Hoa Kỳ là ông Kevin McCarthy. Đây được xem là một trong những cái thúc đẩy mạnh mẽ về mối quan hệ của Hoa Kỳ và Đài Loan giữa lúc mà Trung Quốc đang tăng cường cái khả năng đe dọa tới eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và trong một cuộc thăm dò mới nhất của Pew Research Center cho biết trên 80% người dân Hoa Kỳ không có cái nhìn tốt đối với cộng sản Trung Quốc và lo ngại về vấn đề của Đài Loan. Một cuộc thăm dò mới nhất của viện nghiên cứu Pew Center cho thấy rằng là 80% người dân Hoa Kỳ đã có cái nhìn tiêu cực đối với cộng sản Trung Quốc và 40% xem Trung Quốc là một kẻ thù của Hoa Kỳ và lo ngại về tình trạng căng thẳng trên eo biển Đài Loan đã gia tăng tới 47%. Cuộc thăm dò này được thực hiện bởi Pew Research Center cho thấy 83% người dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có cái nhìn tiêu cực về Đảng Cộng sản Trung Quốc và trong đó gần như là họ không muốn có một cái một, một cái nhìn tốt về Trung Quốc và gia tăng 4% so với cùng thời kỳ năm ngoái đạt tới 44%. Thêm vào đó, 52% người dân Hoa Kỳ vẫn xem Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh và Số lượng mà xem Trung Quốc là một kẻ thù của Hoa Kỳ đã gia tăng 13% so với cùng thời kỳ năm ngoái, đạt tới mức 38%. Trong cuộc thăm dò này, dựa trên 3.576 người dân Hoa Kỳ được thực hiện từ ngày 20 cho tới ngày 26 tây tháng 3, tức là trước khi bà Thái Anh Văn viếng tâm Trung Mỹ và các quốc gia ở châu Mỹ Latin cũng như là ghé ngang Hoa Kỳ và có cái cuộc tập trận của Trung Quốc ở trên eo biển Đài Loan. Người dân Hoa Kỳ lo ngại rằng căng thẳng trên eo biển Đài Loan sẽ tiếp tục gia tăng, và cái trung tâm này cho thấy rằng là 47% người dân Hoa Kỳ tin rằng căng thẳng trên eo biển Đài Loan là vấn đề nghiêm trọng và gia tăng 19% so với cùng thời kỳ năm ngoái và đồng thời họ cũng lo ngại về vai trò của Trung Quốc trên thế giới, trong đó thì tập cận bình đã bay tới Moscow gặp gỡ với ông Vladimir Putin. 62% người dân Hoa Kỳ đặc biệt nghĩ rằng mối quan hệ của Nga và Trung Quốc đối tác này là một vấn đề nghiêm trọng cho Hoa Kỳ gia tăng 5% so với tháng 10 năm ngoái và cũng theo cái bản báo cáo này thì Trung Quốc luôn có cái uh, hành động được xem là mượn cái danh nghĩa là chuyện nội bộ của họ và trong đó tin rằng Trung Quốc đã không có đóng góp tích cực cho cái hòa bình và ổn định và với cái uh, cuộc nghiên cứu này thì những người bảo thủ của đảng của hòa 89 xem rằng Trung Quốc là một quốc gia đe dọa và trong cái quan điểm của họ và 77% cho rằng Trung Quốc không có cái quyền lợi cho quốc gia khác đặc biệt là Hoa Kỳ. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất được đưa ra và cho thấy rằng người dân Hoa Kỳ trên 80% vẫn không có cái nhìn thiện cảm đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã cho thay đổi việc tuyển mộ binh lính, trong đó gần như họ sẽ ưu tiên cho các cựu chiến binh quay trở lại quân đội. Bắc Kinh đã cho công bố những cái quy tắc mới để mà tìm kiếm thêm và thuê một và thuê các binh lính trong cái thời gian mà họ mô tả là sắp sửa có chiến tranh và trong đó họ sẽ ưu tiên cho việc mà à, kêu gọi à, các cựu chiến binh tái nhập ngũ và cái quy tắc đã được công bố vào ngày thứ tư trong đó sẽ tập trung vào cái vấn đề mà họ mô tả là chung chuẩn bị cho chiến tranh để gia tăng cái tầm ảnh hưởng trong việc mà chiêu mộ binh sĩ và trong cái loan báo này đã được đưa ra bởi quỹ ban quân quỹ trung ương à, được xem là cái hệ thống cao nhất à, cai quản về lực lượng quân đội của Trung Quốc và lãnh đạo bởi tập cận bình trong đó sẽ được tu chính và sẽ có hiệu lực ngày 1 tây tháng 5 lần đầu tiên thì à, trong cái việc mà thuê mướn này và chiêu mộ binh sĩ này họ sẽ ưu tiên hàng đầu cho những cựu chiến binh quay trở lại quân đội và trong ngày thứ năm thì uh, quỹ ban quân quỹ trung ương đã đưa ra một loạt những cái uh, lời giải thích thông qua cái uh, chương trình gọi là question and answer tức là hỏi và trả lời về các cái quy tắc uh, được xem là được đặt ra trong việc mà chiêu mộ binh sĩ và tổng động viên trong cái thời gian mà họ mô tả là chuẩn bị cho chiến tranh. Vào tháng 2 thì các nhà lập pháp của Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra nghị quyết trong đó sẽ gia tăng quyền lực cho quân đội để có thể à, thực hiện các cái à, quy tắc cần thiết trong thời gian mà họ cho, cho rằng là đang đối diện với cuộc chiến và để giúp cải thiện cái khả năng tác chiến của quân đội Trung Quốc. Trong đó thì à, trong cái phiên họp gọi là diễn ra vào tháng 3 thì à, phía PLA, tức là lực lượng quân đội Cộng, Cộng sản Trung Quốc cho biết là sẽ giới thiệu một số những dự luật trong đó nhằm để tổng động viên lực lượng trừ bị của họ là một phần trong việc mà tăng cường cái lực lượng quân sự của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra giữa lúc mà Bắc Kinh đang phải đối diện với sự kềm chế của Hoa Kỳ và họ đang tìm cách gọi là tăng cường cái hàng ngũ quân sự của họ ở tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của cái việc mà gọi là tổng động viên của họ và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc, Apple cho biết là họ sẽ bắt đầu mở ra công xưởng sản xuất MacBook của họ ở tại Thái Lan và cắt nguồn gọi là lệ thuộc ở Trung Quốc và trong lúc mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có sự tách rời nhau. Công ty Apple cho biết là họ sẽ bắt đầu mở ra công xưởng sản xuất MacBook của họ ở tại Thái Lan. Một biến chuyển đã thúc giục cái công ty được xem là lớn nhất của Hoa Kỳ này đang tìm cách giảm đi sự lệ thuộc vào Trung Quốc giữa lúc mà đang có sự căng thẳng đối đầu về các cái ý thức hệ. công ty này có trụ sở đặt tại Cupertino ở California và trong đó họ nói rằng họ đã ký hợp đồng và đã có những cái thúc đẩy để thành lập một cái công xưởng của họ sản xuất về MacBook ở tại Thái Lan và nó sẽ bắt đầu diễn ra trong vòng một năm. Việc này diễn ra giữa lúc mà Apple đang bị áp lực là giảm đi cái phần lệ thuộc của họ tại Trung Quốc, giữa lúc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có cái khuynh hướng tách rời khỏi nhau. Và trong cái kỳ việc mà áp dụng cái Zero Covid vừa qua của ông Tập Cận Bình, thì mức sản xuất của Apple đã bị giảm sút tại Trung Quốc. Và điều này khiến cho Apple phải nghĩ tới việc mà dời công xưởng của họ ra khỏi Trung Quốc. Trước đó thì họ tuyên bố sẽ thành lập tất cả những cái công xưởng sản xuất iPhone tại Ấn Độ và nay thì phía Apple cho biết họ sẽ mở công xưởng sản xuất MacBook ở tại uh, Thái Lan và cũng như là sản xuất một số những cái thiết bị của iPad ở tại Indonesia và Malaysia đây được xem là một trong những cái quyết định của công ty Apple sau khi mà công ty cung cấp cho Apple là công ty Foxconn Technology là cung cấp nguồn chip điện tử cho iPhone của Apple cũng đang tìm cách mở lại công xưởng của họ ở Malaysia và kể cả một phần ở Philippines đây được xem là một trong những cuộc tháo chạy ra khỏi thị trường trung quốc và tránh lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp từ trung quốc giữa lúc mà trung quốc và hoa kỳ đang có khuynh hướng tách rời lẫn nhau đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu thái bình dương ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn nhắc lại tạp chí quốc phòng tháng 3 đã có và quý vị nào order thì đã gửi cho quý vị. Quý vị nào chưa order thì có thể liên lạc với cái địa chỉ email trên màn hình của quý vị trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang chuẩn bị cho số tháng 4 với rất nhiều biến động ở tại Á Châu Thái Bình Dương và sẽ có rất nhiều những cái hình ảnh mà quý vị có thể nhìn thấy được về các cái hoạt động tập trận của các quốc gia kể cả Trung Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Nhật Bản và Nam Hàn cũng như là Bắc Hàn thử nghiệm các cái nguyên tử và các cái vũ khí của họ như thế nào thì tất cả sẽ có trong cái số tháng 4. Mong là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái tạp chí quốc phòng này. Một lần nữa cái địa chỉ liên lạc để quý vị có thể đặt tạp chí quốc phòng số tháng 3 và số tháng 4 là Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo com cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha lướt qua những cái lời chào hỏi Hoa Kỳ và Âu Châu gắn kết sâu đậm không đơn giản à, dù cá nhân nào muốn tách Tổng thống Trump còn không dám mạnh tay với Âu Châu ông không dám mạnh tay thời gian trước là còn nảy mặt nhưng lần này ông quay trở lại thì khác á à. lần này mà ông Trump quay trở lại ghế tổng thống thì tôi nói với quý vị tình hình sẽ khác đi ông Trump sẽ thúc đẩy cái giá trị chung một cách tuyệt đối và giá trị chung đó sẽ được định nghĩa đầy đủ trở lại chứ không phải chỉ là một cách sơ sài do đó thì đừng nghĩ rằng là ông Trump sẽ không thẳng tay ông sẽ thẳng tay đó còn Joe Biden quá yếu kém chính sách đối ngoại của ông ta đã đẩy một số những đối tác đồng minh của Hoa Kỳ ra khỏi tầm tay của Hoa Kỳ thì quý vị đây sẽ là một trong những cái thách thức trong thời gian tới nha rồi à wow Mong anh Phong phân tích nói rõ hơn tàu chiến của Pháp băng ngang eo biển Đài Loan có ý gì không anh? Nó băng ngang đúng lúc mà phía của Trung Quốc và phía đang tập trận vào hôm thứ Bảy. Hôm thứ Bảy hay sáng Chủ nhật thì phải. Mà lúc đó là trước khi ông Macron trở về Pháp và tuyên bố. Tức là cái tàu chiến này nó băng ngang trong lúc Trung Quốc có 3 ngày tập trận từ thứ Sáu cho tới ngày thứ Hai. Tức là ngày thứ Bảy, Chủ nhật thứ Hai thì ngày thứ hai là Trung Quốc kết thúc ba cuộc ba ngày tập trận của họ thì chiếc tàu chiến này nó lại băng ngang từ hướng nam lên hướng bắc tức là đi về cái hướng biển của Nhật Bản và của Nam Hàn đó thì nó diễn ra trước khi mà ông Macron đưa ra lời tuyên bố trong cuộc phỏng vấn báo báo pháp vào tối ngày chủ nhật cho nên mình cũng không biết là như thế nào tại vì chiếc này bây giờ phía Đài Loan mới báo cáo phía Đài Loan mới báo cáo là tàu chiến của Pháp có băng ngang eo biển này vào ngày thứ bảy hay là sáng ngày chủ nhật trong khi cái lời tuyên bố của ông macron diễn ra vào tối ngày chủ nhật khi mà ông ta trở về pháp và uh, nhận lời phỏng vấn một tờ báo bên pháp và lúc đó ông ta mới đưa ra những lời tuyên bố gọi là uh, được gây là gây sốc cho mọi người nha yeah. rồi tiếp tục à vào wow, lướt qua một số ok tàu chiến của pháp do bộ quốc phòng điều động hay quốc hội điều động hay không bộ quốc phòng nhưng mà nó băng ngang trước khi mà ông Macron đưa ra lời tuyên bố của ông ta và sau khi mà ông và trong lúc mà ông đang ta ông đang đang, đang kết thúc cái chuyến viếng thăm 3 ngày tới Trung Quốc do đó bây giờ cái vị hỏi tôi tôi cũng không biết tôi cũng không biết là tàu chiến Pháp băng ngang chỗ này làm cái gì trong lúc họ vừa băng ngang xong thì Macron tuyên bố là khủng hoảng của Trung Quốc và Đài Loan là Âu Châu không nên xen vào vậy thì gửi tàu chiến tới đây làm gì Thật sự quý vị, Macron, thật sự tôi nói thẳng với quý vị luôn, Macron muốn đẩy tư thế của Pháp lên cao hơn và không muốn Pháp bị thua thiệt tại Á Châu Thái Bình Dương. Nơi đây là Pháp đã bỏ rơi nhiều năm rồi. Bây giờ khi Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu thì Pháp không muốn mất phần nhưng lại muốn tư thế của Pháp ngang hàng với lại của à, Trung Quốc, của Nga và của Hoa Kỳ. Do đó ông ta chơi cái trò giống như là ông ta là một cái lá phiếu quan trọng Tại vì ông ta dựa trên cái thành viên thường trực của hội đồng bảo an Liên quốc là có 5 lá phiếu quan trọng. Thì ông ta là một lá phiếu nghiêng về phía nào phía đó thắng mà. Tại vì trên hội đồng thường trực của bảo an Liên quốc đó thì năm thành viên thường trực là Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Nhưng mà cái quy tắc của Liên quốc là chỉ cần một phiếu chống thôi là tất cả đều không thông qua được. Tôi không biết là ông này ông muốn cái gì nữa nha. Rồi tiếp tục Wow à... Sức mạnh về quân sự của Nhật Bản hơn Bắc Hàn Công anh? Câu hỏi không có câu trả lời Bởi vì suốt hơn 70 năm nay Nhật Bản không có dính dự quân sự ở bên ngoài Họ sau năm 1952 Thì họ đã phó thác tất cả cái an ninh quốc phòng của họ cho Hoa Kỳ Thái Kè Họ có lực lượng quân sự, họ có chế tạo vũ khí nhưng mà chúng ta không biết được, cho tới thời điểm gần đây thì họ mới thay đổi quan điểm và muốn có vai trò lớn hơn đáp ứng cái nhu cầu quả Chầu Do đó bây giờ quý vị hỏi tôi lực lượng quốc phòng của Nhật Bản như thế nào? Chúng ta chưa biết được, họ có tham chiến đâu mà chúng ta biết. Còn Bắc Hàng thì khoe khoang liên tục về vũ khí nguyên tử cho tới hỏa tiễn đạn đạo. Thì bây giờ làm sao so sánh được đây? Nếu so sánh trước năm 1945 thì Bắc Hàng không có cửa rồi. Còn bây giờ nó đã... 70 năm nay Nhật Bản có can dự vào cái uh, cuộc chiến quân sự nào đâu. Bắc Hàn còn có cuộc chiến Nam Bắc Hàn năm 1953. Còn Nhật Bản đâu có, nên làm sao biết được, đúng không? Rồi à Bắc Hàn quen thói lớn ác Nam Hàn nhưng khi chạm tới lãnh hải của Nhật Bản thì sớm muộn gì họ phải trả giá rất đắt khi người Nhật nổi giận. Thật sự quý vị, nhiều năm nay thì Bắc Hàn vẫn có uy hiếp tới cả Nhật Bản lẫn Nam Hàn chứ không phải không. Có điều là cái sự nguy hiếp đó, người Nhật họ giao tất cả những cái an ninh quốc phòng đó cho phía Hoa Kỳ. Bây giờ Nhật mới bắt đầu tự thân đối phó. Và kỳ kỳ này hôm nay thì cái hỏa tiễn đó bắn gần cái đặc quyền kinh tế. Và khiến cho Nhật phải báo động cho cư dân ở Hokkaido là phải nhà chuẩn bị hầm trú bom. Tức là họ e ngại rằng là Trung ở phía Bắc Hàn sẽ làm ẩu. Thì giờ phút này thì vẫn chưa biết có điều là Nhật Bản họ đang tập trung đối phó với Trung Quốc nhiều hơn là Bắc Hàn. Trên cái nhìn của tôi, Nhật Bản họ tập trung vào cái chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ nhiều hơn. Họ hỗ trợ cho Nam Hàn và phối hợp với Hoa Kỳ là cái việc là cái liên minh phía Bắc Á thôi. Nhưng mà họ vẫn tập trung kềm chế Trung Quốc nhiều hơn, nha. Yeah. Rồi tiếp tục, ok. À. Nếu Cộng sản Trung Quốc đánh Đài Loan thì Đài Loan có quyền đánh vào đất liền không anh Phong? Trên quy tắc họ có quyền tấn công vào bất kỳ một vị trí quân sự nào trên đất liền của Trung Quốc nếu họ bị tấn công. Còn quyết định tấn công hay không là do họ thôi. Có điều theo theo cái quy tắc chiến tranh, cứ họ có quyền tấn công vào các cái hạ tầng cơ sở về quân sự nhưng không được tấn công vào các cái hạ tầng cơ sở về dân sự. Thì đó là quy tắc thôi. Còn tuân thủ quy tắc chiến tranh hay không là của chúng ta cũng không biết được. đó ở Ukraine đó, Nga vẫn tấn công vào các cái hạ tầng cơ sở dân sự của Ukraine đó. họ cũng đâu có tuân thủ cái quy tắc chiến tranh đâu. do đó câu hỏi này thì quý vị phải chờ xem phía Đài Loan phản ứng khi như thế nào khi Trung Quốc tấn công. họ giành quyền chủ động tấn công ngược vào trong cái thềm lục địa hay là họ chỉ tự vệ thôi? thì chúng ta chỉ biết và lúc đó Hoa Kỳ có để cho Đài Loan sử dụng vũ khí của họ để tấn công vào thềm lục địa của Trung Quốc hay không lại là một chuyện khác. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng, Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng không cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ nước Nga. Thì lần này cái điều đó có áp dụng đối với lại Đài Loan hay không? Thì chúng ta chỉ biết được đa số vũ khí của Đài Loan là nhập cản từ Hoa Kỳ mà. Do đó, cái vị hỏi tôi câu hỏi là khó khó nói lắm. Về quy tắc chiến tranh, thì quý vị có quyền tấn công vào các à, hạ tầng cơ sở về quân sự bất kể nó ở đâu nhưng mà có tuân thủ cái quy tắc này hay không là nó lại là một cái chuyện khác nữa đúng không rồi tiếp tục à ok trung quốc và bắc hàn hình như có phối hợp với nhau anh phong có nghĩ vậy không no tôi nghĩ là bắc hàn phối hợp với nga nhiều hơn với trung quốc bắc hàn phối hợp với nga từ năm ngoái rồi tức là bắt đầu từ tháng 12 năm 2021 thì là Hoa Kỳ đã báo động là Nga sẽ tấn công Ukraine. Thì bắt đầu từ tháng giêng năm ngoái thì Bắc Hàn liên tục bắn thử hỏa tiễn. Là tôi cho rằng là họ phối hợp với Nga nhiều hơn là với Trung Quốc. Có thể thời gian sau này có thể dính dáng tới Trung Quốc nhưng mà trên, trên nguyên tắc bây giờ thì mình thấy là họ phối hợp với Nga nhiều hơn nha. Yeah. Rồi tiếp tục. <laughs> <cười> <cười> rồi. NATO nên cải tổ hoàn toàn và hai quốc gia Pháp, Đức liên minh phải duyệt xét kỹ lại về những hợp tác à, vô trách nhiệm của họ bao lâu nay. Thật sự quý vị, liên minh NATO cho tới giờ phút này với cặp mắt của tôi, họ vẫn là liên minh quân sự mạnh nhất thế giới. Với sự tham gia chính thức của Phần Lan nữa, tổng cộng là 31 quốc gia thì lực lượng quân sự này là mạnh nhất thế giới rồi. Nhưng đáng tiếc Kể từ sau khi khối cộng sản sụp đổ thì tổ chức này đã bị à, nắm đầu bởi những phần tử tôi gọi là những phần tử chính trị. Chính những phần tử này nó đã làm cho cái à, mạng lưới của NATO bị suy yếu. Nó chính trị hóa cái liên minh quân sự này. Đáng lý cái liên minh quân sự này họ là liên minh quân sự. Họ không nên bị chi phối bởi vấn đề chính trị. Nhưng mà 30 năm nay là coi như là NATO bị khống chế bởi những thành phần chính trị nó chính trị hóa toàn bộ NATO cho nên chúng ta nhìn vào thấy NATO bị chia rẽ và suy yếu nhưng mà nếu mà nói thực lực về quân đội 31 quốc gia cộng lại lực lượng đó là mạnh nhất toàn cầu lực lượng đó là mạnh nhất toàn cầu đáng tiếc là nó bị cái đám nắm đầu cái đám lãnh đạo ở NATO đó là một đám sôi thịt về chính trị cho nên nó ngốn rất nhiều cái 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 tài chánh nhưng mà nó do nothing nó không làm gì hết mỗi một năm nó ngốn cả trăm tỷ mỹ kim nhưng mà cuối cùng thì quý vị, quý vị thấy rõ rõ ràng đó an ninh quốc phòng của âu châu vẫn bị đe dọa nga vẫn tấn công ukraine và đang có khuynh hướng mở rộng cuộc chiến tức là họ không có khả năng họ bị chi phối chính trị nhiều quá họ không kềm chế được để cho cuộc chiến bùng phát mà cuộc chiến bùng phát hai lần một lần năm 2014 và một lần 2022 thì quý vị do đó tôi nói là NATO nếu quý vị hỏi tôi về lực lượng quân sự của họ thì họ vẫn mạnh nhưng mà cái đám nắm đầu lãnh đạo thì quý vị cái đám đó là một cái đám sôi thịt nha rồi tiếp tục à, Biden có phản ứng gì với Macron không anh Phong không ông đang đi, đi gặp người thân gia đình của ông ở Ái Nhĩ Lan và ngày hôm qua tức cười lắm quý vị Ông né khi mà phóng viên của đài truyền hình CBS Hỏi ông chuyến viếng thăm Ái Nhĩ Lan Và bắt Ái Nhĩ Lan này Là ông đi với tính cách là tổng thống Hoa Kỳ Dùng ngân sách của người dân Hoa Kỳ Vậy thì ông lại âm thầm đi thăm thân nhân của ông Thì có ra cái đó có phải là lạm dụng cái cái cái, cái tiền thuế của người dân không Thì ông né không trả lời Phóng viên đài truyền hình CBS có mặt ở tại Ái Nhĩ Lan hỏi ông ta đó là bởi vì à, uh, Joe Biden xuất thân là ái, là dân Ái Nhĩ Lan mà quý vị. Ông ta còn nhiều thân nhân ở tại bà Ái Nhĩ Lan và Bắc Ái Nhĩ Lan lắm. Do đó thì khi mà phóng viên CBS hỏi ông ta thì ông ta ông ta né liền không trả lời và ông ta cũng không nhắc tới cái lời phát biểu của Macron. Gần như không có phản ứng luôn. Bộ ngoại giao Anthony Blinken cũng im miệng luôn. Tức là toàn bộ tòa Bạch Ốc và bộ ngoại giao im miệng hết luôn trước cái lời tuyên bố của Macron. Trong khi đó, chính trị gia tại Hoa Kỳ thì họ phản ứng rất mạnh. Thứ nhất là ông Marco Rubio. Và thứ hai là ông Lindsey Graham. Và kể cả Kevin McCarthy. Kevin McCarthy nói rằng là Pháp phải nghĩ lại cái vai trò đồng minh suốt bao nhiêu năm nay. Quốc gia nào là quốc gia bảo đảm an ninh quốc phòng cho Âu Châu? liệu Trung Quốc có bảo đảm an ninh quốc phòng cho Âu Châu hay không? Hay là Hoa Kỳ? Thì quý vị, chính trị gia Hoa Kỳ lên tiếng hết, nhưng mà toàn bộ Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao thì im miệng. Im miệng hết nha. Rồi tiếp tục. Wow. À, Ông Trump sẽ thẳng tay với châu Âu, ông sẽ dẫn nước Mỹ đi uh, đi đầu, ông Trump có thể uh, để cho không để có để cho Trung Quốc và Nga ảnh hưởng Âu châu thì nước Mỹ sẽ xếp hạng như thế nào trên thế giới. Thì thật sự tôi nói với quý vị là cái chính sách trong cái bài tin nhật ký ngày hôm nay của tôi có nói đó là cái chính sách suy yếu của Joe Biden và nhu nhược của Joe Biden đã mở đường cho Trung Quốc gây ảnh hưởng trên toàn thế giới. Quý vị thấy liên tục ở Âu Châu và kể cả nhân vật cánh tả của Brazil đang có mặt ở tại à, Thượng Hải không? Rồi liên tục trong mấy tuần lễ qua là Olaf Scholz, rồi à, Thủ tướng của Tây Ban Nha, rồi bây giờ tới Tổng thống Pháp bà Ursula von der Leyen, rồi bây giờ tới bà Ngoại trưởng Đức, rồi ông à, Lula da Silva, tức là Tổng thống của Brazil, liên tục có mặt ở Trung Quốc. Có nghĩa là Bắc Kinh thay đổi cái chiến lược ngoại giao lúc trước họ dùng chiến lược ngoại giao uh, uh, chiến lan thì họ bị mất bị phản ứng ngược bây giờ thì họ lợi dụng cái chính sách khuyên tả của ông Joe Biden để họ bắt đầu thọc gậy gây ảnh hưởng và điều rõ ràng nhất là Saudi Arabia và Iran Saudi Arabia là một đối tác thân cận nhất của Hoa Kỳ tại khối Ả Rập bây giờ Trung Quốc lại nối kết được Iran và Saudi Arabia bắt tay với nhau rồi Saudi Arabia lại ký một cái uh, sắc lệnh cho phép công ty Huawei của Trung Quốc được phát triển mạng lưới 5G tại đây. Hậu quả của cái chuyện này là do như thế nào quý vị? Là chính Joe Biden đẩy Saudi Arabia vào vòng tay của Trung Quốc. Do đó thì trong cái bài Tinh uh, nhật ký phần 1 ngày hôm nay, tôi nói rằng Trung Quốc lợi dụng sự yếu kém của Biden để tăng cường ảnh hưởng trên toàn cầu về mặt chính trị và ngoại giao. Còn về mặt quân sự thì họ không có cân được với Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ đã install tức là đã lắp đặt cái hạ, hạ tầng cơ sở quân sự suốt 70 năm nay trên toàn cầu rồi. Trung Quốc không có cửa. Nhưng về mặt chính trị và ngoại giao thì họ có vẻ như là đang lấn lướt Hoa Kỳ bởi bởi vì sự yếu kém của Joe Biden nha. Yeah. Rồi tiếp tục, wow à. À. À tôi đang chờ 24 coi Pháp Đức còn dám uh, gì à À, gì vậy à, à, hành sự tệ với Hoa Kỳ không chưa biết được 2020 2018 họ đã bỉ mặt ông Trump rồi thì đừng trách 2024 họ tiếp tục bỉ mặt ông Trump cái mình nên nhớ 2018 19 ông Trump đích thân bay qua bên đó gặp họ họ bỉ mặt ông Trump mà họ họ bỏ ra khỏi phòng họp mà. khi ông Trump nói, nói vấn đề năng lượng và vấn đề à, cái ngân sách quốc phòng của NATO đó thì đừng nói tới 2024, họ tiếp tục bị bắt ông Trump hay không. Ok. Rồi à. Theo em nghĩ, Âu châu thao túng bầu cử Hoa Kỳ nhiều hơn Trung Quốc và Nga, cái này chính xác luôn. Nói là gây ảnh hưởng đến nền chính trị của Hoa Kỳ. Thì quý vị, đám cánh tả Âu châu là cái đám gọi là thao túng nền chính trị của Hoa Kỳ nhiều nhất so với Nga và Trung Quốc. Nó ảnh hưởng tới chính sách của Hoa Kỳ nhiều nhất lúc trước thì quý vị tôi nghĩ là người do thái người do thái ảnh hưởng tới lá phiếu của à, hoa kỳ và ảnh hưởng tới nền chính trị hoa kỳ nhưng mà tôi lầm do thái thực sự lại không ảnh hưởng nhiều bằng cái đám âu châu đám âu châu gần như thao túng toàn bộ quốc hội của hoa kỳ nhất là lực lượng à, chính trị à, dân chủ bên dân chủ và một số bên cộng hòa đó quý vị họ vẫn xem âu châu là một cái gì đó không bỏ được chứng tỏ là mấy thế hệ rồi. Đám Âu Châu đã gần như là branch đối với những người trong quốc hội. Do đó quý vị, nếu mà nói một cách công bằng, đám Âu Châu là đám gây ảnh hưởng kết quả bầu cử và gây ảnh hưởng chính trị Hoa Kỳ nhiều hơn quốc gia nào hết nha. Rồi tiếp tục. À. Ok. Nếu Trung Quốc đánh Đài Loan, Úc có tham chiến không anh? Trên nguyên tắc thì Úc có nói là cái eo biển Đài Loan là một phần trong cái an ninh quốc phòng của nước Úc. Tuy nhiên tôi không biết là họ có tham chiến trực tiếp hay không. Nhưng khi Nhật và Hoa Kỳ can dự thì tôi nghĩ rằng Úc cũng không đứng ngoài. Úc cũng không đứng ngoài. Do đó tôi nghĩ rằng là Úc sẽ can dự nếu có lời kêu gọi của Hoa Kỳ. Thì Úc sẽ can dự tuy nhiên dưới chính quyền của ông Anthony Albanese thì tôi không biết tại ông này là ông chủ trương là mềm dẻo ông chủ trương và bà Penny Wong là bà ngoại trưởng họ chủ trương tiếp cận lại Trung Quốc thì tôi chưa biết nhưng mà trên quy tắc Úc là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại Á Châu ngoài Nhật thì bất kỳ một cuộc chiến nào Úc đều can dự kể cả cuộc chiến ở Afghanistan cuộc chiến Iraq và trước đó cuộc chiến Việt Nam thì úc đều đứng chung với hoa kỳ thì lần này tôi nghĩ cũng không ngoại lại nha nếu có cuộc chiến rồi tiếp tục à rồi à là nước đáng giềng nên trung quốc à nếu trung quốc đánh đài loan cộng sản việt nam sẽ tay hỏi cộng sản đừng hỏi tôi dân việt nam thì chống tối đa nhưng mà cộng sản việt nam tôi không biết ok là cộng sản việt nam tôi không biết còn dân việt nam là chống tối đa nếu là một một cái thể chế khác họ là đóng cửa với Trung Quốc luôn. Đóng tất cả cửa biên giới với Trung Quốc luôn. Nếu cuộc chiến này xảy ra. Nhưng mà đáng tiếc cộng sản cầm quyền thì tôi không biết tại vì họ là công cụ của cộng sản Trung Quốc mà nha. Yeah. Rồi tiếp tục à wow à Việt Nam nâng tầm quan hệ với lại Mỹ thì có đánh Trung Trung Quốc đánh Đài Loan không chú? Thứ nhất, con đang bị trồng cộng sản French Watch. Con đang bị cộng sản French Việt Nam chả có nâng tầm quan hệ gì cả, đang đi năn nỉ quỳ gối với Hoa Kỳ là đừng ép chọn phía. Con phải con đừng có đọc báo chí cộng sản Việt Nam rồi con đem vô cái đài của chú. Việt Nam chả có nâng tầm con khỉ gì hết. Bây giờ quỳ gối xin Mỹ là đừng có ép đứng về một phía. Để cho nó tiếp tục đi hai hàng. Bởi vì kinh tế bây giờ bế tắc rồi. Bây giờ ngã về phía Trung Quốc là coi như là nền kinh tế trong vòng 30 năm tới 50 năm tới. Là nền, nền kinh tế gọi là còn thua ca ăn mày nữa. Còn nếu như mà đi theo Mỹ thay đổi thể chế. Thì coi như đảng Cộng sản đi vào thùng rác. Quyền lực mất hết. Do đó bây giờ nó quỳ xuống nó năn nỉ mỹ là đừng có ép chứ chả có nâng tầm chiến lược gì cả cái này rất rõ ràng thôi quý vị đang bị cái tờ, mấy cái đám báo chí tuyên truyền cộng sản nó brainwash quý vị nó tẩy não quý vị cộng sản việt nam chưa đủ tư cách để nâng tầm quan hệ với mỹ tại vì không có chung giá trị tôi nói không có chung giá trị mỹ chỉ nâng tầm quan hệ và đối tác với những quốc gia nào có chung một giá trị với Hoa Kỳ. Cộng sản Việt Nam có chung giá trị với Trung Quốc. Do đó đừng có nghe báo chí nó tuyên truyền tầm bậy tầm bạ nha. Rồi tiếp tục. À, ok. À Theo em nghĩ khối Âu châu Thao túng ok đọc rồi ha. Ok. Ba Lan Cộng hòa chết à, Estonia, Latvia, Lithuania, những quốc gia này là Đông Âu và Trung Âu. Họ có một cái khuynh hướng cứng trắng với khối cộng sản và độc tài so với những quốc gia Tây Âu là thỏa hiệp nha nếu giải thể NATO với Liên Quốc vì hai tổ chức là hai tổ chức ăn hại không giải thể được không giải thể được trừ khi Hoa Kỳ đơn phương rút ra khỏi tổ chức này trừ phi Hoa Kỳ đơn phương rút ra khỏi tổ chức này thì có thể dẫn tới tình trạng tổ chức này bị sập thôi chứ không giải thể được bởi vì hai tổ chức này là hai tổ chức bây giờ bất lực một bên là tổ chức quân sự nhưng lại toàn hành xử theo lối chính trị một bên là giải quyết uh, liên hiệp quốc là giải quyết những cái xung khắc trên thế giới. Nhưng mà 30 năm nay thì xung khắc càng nhiều hơn. Hỗn loạn càng nhiều hơn. Giải thể họ không được đâu. Nhưng mà có thể Hoa Kỳ đơn phương rút ra khỏi cái tổ chức này. Ông Trump đã làm trong quá khứ. Ông đã rút ra khỏi tổ chức y tế thế giới. Ông đã rút ra khỏi cái uh, cao quỹ tị nạn Liên uh, Liên hiệp quốc. Ông đã rút ra khỏi một số những cơ quan của của nó họ rồi rút ra khỏi cái cao ủy nhân quyền luôn. Nhưng mà Joe Biden là chui đầu vô lại. Ông Trump đã từ từ rút ra những cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc rồi. Nhưng mà Joe Biden lại chui đầu vô lại nha. Rồi tiếp tục. À... Wow, à nước Mỹ sẽ giàu mạnh nếu rút ra khỏi NATO. Thật sự quý vị, nước Mỹ vẫn là cái quốc gia chia sẻ sự thịnh vượng cho cái những quốc gia khác. Trên thế giới chưa có một quốc gia nào mà chia sẻ sự thịnh vượng nhiều bằng Mỹ. Nhưng có những kẻ thích sự thịnh vượng của Hoa Kỳ nhưng lại không muốn đi theo cái chủ trương, theo cái giá trị của Hoa Kỳ. Mà họ muốn đi theo giá trị của họ. Do đó quý vị, giờ chính điều này nó mới làm cho Hoa Kỳ cảm đôi lúc sẽ bị gặp khó khăn. Tức là họ muốn chuyên quyền độc quyền cai trị nhưng mà vẫn muốn được Hoa Kỳ chia sẻ sự thịnh vượng. Đây chính là cái mà tôi nói với quý vị là cái chính sách Hoa Kỳ đôi lúc phải duyệt xét lại. Và lần này thì tôi nghĩ rằng là họ đã bắt đầu có cái quan điểm khác. Sự thịnh vượng sẽ được chia sẻ với những quốc gia nào có chung giá trị thôi. Và cái đây là cái mục tiêu gọi là quay trở về Á châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Tức là khi mà chuyển trục về Á châu tái lập lại trật tự. Thì những quốc gia nào mà không có chung giá trị thì Hoa Kỳ sẽ giới hạn rất nhiều. Tôi không nói là Hoa Kỳ cô lập họ, nhưng Hoa Kỳ sẽ giới hạn à, thương mại và kinh tế rất nhiều. Họ đem cái, cái 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 quyền lợi về sự thịnh vượng kinh tế với những quốc gia có chung giá trị, bởi vì những quốc gia này trước sau gì cũng là đối tác và đồng minh. Còn những quốc gia không có chung giá trị thì bây giờ là đối tác tạm thời. Nhưng tương lai sẽ là đối thủ và là kẻ thù của Hoa Kỳ. Do đó, cái việc lần chuyển trục Á Châu lần này là Hoa Kỳ lắp đặt lại cái trật tự của Á Châu. Quy tắc nó rõ ràng hơn. Mặc dù Joe Biden có cái khuynh hướng mềm dẻo, nhu nhược. Nhưng mà cái hướng đi này nó vẫn đang đi về cái hướng đó. Nó không bẻ lái. Nó không bẻ lái và cái vị nhớ Nhật cũng tuyên bố như vậy. Chúng ta chỉ chia sẻ với những quốc gia như Malaysia và Indonesia, Philippines là những quốc gia có chung cái ý thức hệ <laughs> họ nhận ra được kinh tế không thay đổi được thể chế kinh tế chỉ vung đắp cho thể chế đó mạnh hơn chứ không thay đổi được thể chế do đó cả nhật lẫn mỹ đều thay đổi quan điểm lúc trước thì thấy rằng khối cộng sản nghèo làm cho họ giàu lên chút xíu có kinh tế họ sẽ thay đổi quan điểm và thay đổi cái thể chế nhưng lầm 40 năm qua đã chứng minh Cuối cùng dùng kinh tế thay đổi thể chế Là một điều sai lầm Nó chỉ làm cho cái quần máy cai trị mạnh lên thêm Chứ nó không thay đổi được thể chế Chính vì vậy mà lần này Hoa Kỳ kể từ thời của ông Trump Đã thay đổi quan điểm Không dùng kinh tế để thay đổi thể chế nữa Mà để cho họ tự lo Nếu họ muốn đi theo cái thể chế độc tài toàn trị thì họ sẽ không hội nhập vào cái thị trường chung của những quốc gia có chung giá trị. Họ sẽ bị giới hạn. Đây là cái cái uh, mục tiêu của Hoa Kỳ, tái lập trật tự tại Á Châu là như vậy. Rất rõ ràng, tức là không có uh, không có cái uh, vụ gọi là châm trước nữa. Ngày xưa thì cứ nghĩ rằng, ô, cho dân nó no chút xíu thì uh, dân nó sẽ bắt đầu có suy nghĩ khác, nó thay đổi rồi nó cũng làm cho thể chế bị thay đổi theo. Lầm chết, bằng chứng là Cộng sản Trung Quốc cuối cùng họ trở thành một cái mối nguy nguy hiểm và đe dọa tới Hoa Kỳ. Họ không thay đổi thể chế. Mặc dù Bill Clinton đầu tư vào đó 30 năm rồi. Bill Clinton thúc đẩy toàn cầu hóa nhắm vào thị trường Trung Quốc. Cuối cùng thì như thế nào? Xây dựng cho cái thế lực cộng sản trở nên mạnh hơn, uy hiếp ngược lại tới nước Mỹ. Do đó, cái chủ trương đó là lấy kinh tế để thay đổi xã hội đó quý vị. Lầm chết. Do đó bây giờ Hoa Kỳ thay đổi quan điểm, Nhật cũng đã thay đổi quan điểm là họ sẽ không để dùng cái kinh tế để thay đổi thể chế nữa mà họ sẽ tách rời những cái nền những cái quốc gia không có chung giá trị này ra họ tách ra họ không giao du nhiều cùng lắm là hỗ trợ nhân đạo hay xì chút đỉnh tiền để cho người dân ở nước đó bớt khổ thôi chứ họ không có hợp tác toàn diện hay là đầu tư hay là đối tác toàn diện gì cả họ xem như là bố thí một phần thôi còn nếu những quốc gia nào có chung giá trị thì họ có thể à, hợp tác về vấn đề kinh tế, hợp tác về vấn đề quân sự. Mà muốn hợp tác về quân sự thì phải làm cho kinh tế của quốc gia nó mạnh lên. Do đó, đây là cái quan điểm mới nhất cái quan điểm mà tôi nghĩ rằng mấy năm nay Hoa Kỳ đang áp dụng nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Cộng sản chỉ có thể dùng bạo lực để dẹp nó thôi, ngoài ra không còn cách nào khác. Thì cái vấn đề là do người dân ở trong nước, tôi không nói tới nữa, tại vì sáng nay cái chủ đề chúng ta vẫn là tập trung vào thời sự và cái uh, uh, chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ đi tới mức nào, nha. Yeah. Rồi tiếp tục, tại sao ông Trump ca ngợi Putin thông minh? Tôi cũng ca ngợi vậy, tôi cũng cho rằng Putin thông minh, nhưng mà không có nghĩa là tôi không nói sự độc ác của Putin. Ai thông minh thì mình khen nó thông minh và Putin biết tính toán cho cái cái con đường chính trị của ông ta nhưng nếu mà nói về cái thủ đoạn ác độc thì nó là khác ông Trump có quyền khen ai bất cứ ai cả và tôi cũng vậy thôi quý vị có quyền khen nhưng mà khen ở góc vấn đề nào và phân biệt ra ở vấn đề nào không có nghĩa khen có nghĩa là mình ca ngợi nói là người người tốt thông minh không phải là người tốt chưa chắc đã là người tốt nữa hai cái khái khái niệm nó khác nhau kẻ xấu vẫn thông minh vậy đúng chưa rồi tiếp tục à ok rồi lướt qua một số những cái ngoại trưởng mỹ à thật sự quý vị cái chuyện này là cái chuyện ổng đi một quốc gia một số quốc gia giả châu thì lần trước ghé những quốc gia khác không ghé việt nam thì giờ ghé việt nam thôi ghé qua xã giao thôi chứ làm gì đâu ghé qua xã giao thôi và tăng cường áp lực và tăng cường áp lực vậy thôi, chả có gì cả và cộng sản cũng biết lợi dụng lắm. đem ngay phút này đem Nguyễn Lân thắng ra xử là dùng một lá bài trao đổi với Mỹ nữa nhưng mà lá bài này cũ rồi không còn ảnh hưởng nữa bởi vì quan điểm của Hoa Kỳ đã khác đi. Cộng sản vẫn dùng cái chiêu gọi là à, chiêu cũ là cứ mỗi lần mà gặp Mỹ một cái á là là đưa một vài bộ hài cốt Mỹ ra rồi à, bắt tống giam một số người lại thả đi một số người cái trò này cũ rồi chưa chắc áp dụng được đâu nha rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả các khán giả Chúng ta sẽ gặp lại sau Bye bye